Những vấn đề thời sự luôn được cập nhật kịp thời. Những tấm gương bình dị giữa đời thường. Những nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Những câu chuyện cảnh giác chưa bao giờ cũ. Tất cả sẽ có trong camera cận cảnh. Chăng chích, dây này mắc nối vào dây kia, bó cuộn tròn treo lủng lẳng ăn xuống đường, dây điện phía trên, dây cáp phía dưới chi chích đang xen nhau tại các cột điện tạo thành một màn nhện nguy hiểm. Đây là những hình ảnh khiến người dân luôn lo lắng và bất an. Không chỉ là mất mỹ quan đô thị, những màn nhện chăng chích và nguy hiểm này cũng là nguy cơ cháy nổ, nhất là trong thời tiết nắng nóng thế này. Khi phóng viên camera cận cảnh có mặt ở một số ngã tư, gần những nơi bệnh viện, trường học, thì tình trạng dây điện, dây cáp vẫn được treo lơ lửng, trong khi phía dưới là dòng xe qua lại và sinh hoạt của người dân. Tại nhiều con hẻm của thành phố Hồ Chí Minh, những bó dây điện, dây cáp chồng chéo vào nhau để dẫn vào nhà dân. Những cục điện chằng chịt dây áp sát vào mái nhà cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi có cháy nổ xảy ra. Nhiều nơi cột điện bị ngã nghiêng vì dây điện, dây cáp mắc với nhau quá nhiều, đã từng chập điện gây cháy, khiến người dân sinh sống tại đây luôn hoang mang và lo sợ. Rất là lo sợ, có hôm nó cháy, nó chập điện nó cháy, rồi người dân xung quanh á, rồi ta lấy bình xịt, ta xịt chữa cháy, cũng dập tắt. Lúc đó buổi sáng cỡ 8-9 giờ đó, thì ta đang ngồi ăn sáng, ta thấy ta la quá trời đất luôn, trong đây rối lên, mình gần đây nhất, sợ thấy mồ. Ở đây có một lần cháy nọ, nó không cháy nổ mà nó nổ với lượng dây điện chạm, nó nổ đứt dây bên kia rớt xuống. Mình đâu có biết được lúc nào nó nổ, rồi người ta đang đi dưới đây nó nổ, nó đứt dây nó sẽ rớt xuống. Dạ. Rất là nguy hiểm. Bây giờ nếu mà được hạ xuống dưới đường đi lòng ngầm ở dưới đất thì nó đỡ hơn. Nếu như mà chằng chịt mà gọn gàng thì không sao, nhưng mà nếu như vậy thì cô thấy mùa mưa tới rất là nguy hiểm. Mưa tới rồi bao nhiêu tai nạn xảy ra, hầu như mùa mưa nào cũng có tai nạn về điện. Nguy hiểm chứ. Tại vì nhiều khi lỡ mưa này nó cái sập xuống nó rớt lại đè người ta. Mà nhìn vô là coi thấy muốn như ổ nhìn vậy, chằng chịt. Rồi em thấy nó chằng chịt mà nó không có đường, nó không có gõ gàng á, rồi nó không có được an toàn. Mà dông bão thì lỡ mà nó rớt xuống thì nó tất nhiên nó phải gây nguy hiểm rồi. Với lại là lỡ mà nó có chập mạch điện á thì nó sẽ cháy lan ra luôn á. Nên là em sợ đó. Thứ nhất là mỹ quan thành phố nè. Thứ nhì nữa nó dính dáng tới những cái vụ cháy nổ thì chú ở đây chú nhiều khi chú đi đường chú cũng thấy nó cũng cháy hoài à. Nguy hiểm chứ, ngầm hóa đi nhiều khi xe chạy đó, rồi đứt dây rồi nguy hiểm cho học sinh. Dạ. Đường xá đông đúc vậy mình cũng nguy hiểm cho người đi đường nữa. Có nhiều cái hệ lụy lắm. Tại một số chung cư, dây điện, dây cáp chằng chịt mắc nối vào nhau từ cột điện vào các hộ dân. Một số cư dân ở đây phơi đồ treo lủng lẳng áp sát vào các dây tải điện. Nhiều người dân vẫn thản nhiên ngồi dưới gốc cột điện cao thế nướng đồ để bán, khỏi nghi ngút mà không hề quan tâm đến việc cháy nổ có thể xảy ra. Bên cạnh đó, ngay tại những thùng điện được đặt trên lề đường, người dân cũng tận dụng làm nơi để nước rửa ly muỗng, mặc kệ thần chết đang ở bên cạnh. Nếu chẳng may có cháy nổ xảy ra thì chuyện gì sẽ diễn ra? Chẳng ai mong muốn sự hiện diện nguy hiểm của những mạng nhện dây nhợ nguy hiểm ngay trên đầu mình, nhất là mùa mưa lại sắp đến. Cô cũng mong muốn là sớm tiến hành làm cái ngầm hóa cái đường dây điện này. Cái thứ nhất là mỹ quan, cái thứ hai là để coi như là đảm bảo an toàn trên cái tuyến đường này, tại tuyến đường này cũng có nhiều học sinh qua lại. Anh nghĩ là nên phải ngầm hóa tất cả luôn. Dây điện rồi điện thoại là tất cả cái dây là đưa xuống đất hết. Nếu mà đường dây này mà làm mà muốn đẹp á, cho nó hạ thế, ở trên đây không có còn cái dây nào thì nó lại đẹp hơn. Đó là mỹ quan của thành phố. Mong mỏi của cô thì cô thích nhà nước mình mau chóng làm cái dây điện này nè, cho nó gọn, cho nó sạch đẹp á, nhìn nó giống như mặn nhện như ghê quá à. Hạ đường dây điện xuống thì để cho đảm bảo an toàn giao thông, một ra đảm bảo an toàn cho tính mạng con người nữa, để phòng cháy nổ. Thì đây là cái khu vực này thì nó là ngay gần bệnh viện thì nó đông thật. Nhưng mà mong sao mà chính quyền đưa những cái dây điện mà từ trên cao nè,
nó xuống dưới đất đi, nó ngầm đi, nó đỡ gây ra tai nạn hoặc là nó gây đỡ cháy nổ hoặc là cái tính mạng con người được đảm bảo hơn. Giải tỏa bớt đi, cái nào mà cần thiết thì hãy để lại, còn không cần thiết thì nên bớt đi, đừng có làm cho nó dính chùm ấy. Mặc dù đã có một số nơi được cơ quan chức năng ngầm hóa dây điện, dây cáp viễn thông, nhưng những đoạn đường có dây điện, dây cáp chằng chịt vẫn còn tồn tại khá nhiều. Người dân luôn mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp thích hợp để người dân an tâm sinh sống, không phải lo âu việc phải gánh chịu những tai họa bất ngờ ập đến. Camera cận cảnh đã từng đề cập đến nhiều vụ trộm táo tợn và tinh vi, lợi dụng sơ hở và mất cảnh giác của người dân để trộm những tài sản có giá trị cao. Và hôm nay sẽ là câu chuyện cảnh giác nào đây? Đồng hồ hiển thị 8 giờ sáng. Xe cộ qua lại đông đúc. Camera an ninh tại một ngôi nhà ghi lại được hình ảnh chiếc xe chớp nháy đèn liên tục. Và một người phụ nữ chạy từ ngoài vào đứng trước cửa nhà. Sau đó một người đàn ông lao ra. Hai người đứng ngơ ngác nhìn xa xăm. Chuyện gì đã xảy ra? Xem lại tình huống lần nữa. Đường phố xe cộ di chuyển đông đúc. Trước một ngôi nhà có gắn camera an ninh, có một chiếc xe tay ga đắt tiền đậu trước cửa nhà. Một lúc sau, có một người phụ nữ xuất hiện và nhìn chăm chăm vào nhà. Liệu đây có phải là kẻ trộm? Nhưng không. Một lúc sau, có hai người thanh niên đi trên một chiếc xe máy dừng lại trước cửa ngôi nhà. Người thanh niên ngồi phía sau bước xuống xe và lao thẳng vào chiếc xe tay ga đắt tiền đang đậu trước nhà. Đây mới chính là kẻ trộm. Hắn vội vàng leo lên xe, lùi ra để tháo chạy, thì chiếc xe có gắn thiết bị báo trộm đã nháy đèn liên tục. Động cơ xe không thể khởi động được, cho nên tên trộm phải bỏ của chạy lấy người. Chủ nhân của chiếc xe tay ga đắt tiền này vẫn không hay biết chiếc xe của mình đang báo động, cho đến khi người phụ nữ nhà kế bên chạy qua báo tin thì mới chạy ra. Rất may cho chủ nhà này là xe có thiết bị chống trộm, nếu không thì tài sản đã không cánh mà bay. Nước là một yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sinh hoạt của con người. Đối với cơ thể, nước có chức năng duy trì mọi hoạt động sống, phân phối khắp cơ thể để nuôi dưỡng các tế bào, ổn định nhiệt độ cơ thể. Trong cuộc sống, nước có vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp. Đối với công nghiệp, du lịch và nhiều lĩnh vực khác đều cần dùng đến nước. Thế nhưng nguồn nước trên sông rạch ở nhiều nơi hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng. Rác, đồ dùng gia đình, xác động vật, vỏ các loại trái cây, nước thải từ trong sinh hoạt đều có mặt trong các dòng kênh lớn nhỏ như thế này, mặc dù đã có biển báo cấm đổ rác. Tất cả các loại rác thải đã góp phần làm ô nhiễm và hủy hoại môi trường sống của mọi người. Phóng viên của chương trình Camera Cận Cảnh đã có mặt tại đoạn rạch Ruột Ngựa thuộc quận 6, quận 8 và đã thu nhận những ý kiến của người dân. Thế nào giờ nó cũng vậy à, nó cũng đâu có thấy nó hồi sinh gì đâu, nó cũng vẫn vậy, nó cũng tạm đỡ hơn chút là có khi gần như là người ta hồi sinh ngoài khúc sông lớn ngoài á, rồi cái đầu nước nó chảy vô đây nó hơi trong trong chút thôi à. Giờ là nó hơi đỡ một chút là nước lớn nè, chút xíu nữa nước rồng sắc xuống nó lên kẹo lên vậy, nó đen kẹo luôn á. Một tháng đâu có nhiều, 20 đồng rác có nhiều, mà có thông tin các người không đóng mình để không, vì sự vận động của phường thì không có, ít lắm. Mà người ta không có chấp hành, người ta đâu có đóng tiền thu rác đâu, là người ta không có đổ, rồi mỗi người cứ dục, cũng xong. Cái xả rác thì đó mình không nấu được, rồi có người thì người ta xả, có người thì không xả. Muốn xả rác mà mấy người chức năng ta bắt được thì ta phạt, còn người nào không được thì thôi, sao nói được. Thì tổng cộng nguyên cái quận 6 này thì bao nhiêu con kênh thì nó đều đen giống nhau hết trơn luôn. Thật sự, chứ kênh nào nó cũng vậy à. Mình đâu có kiểm soát được, người ta cũng phải văn giác chứ sao mình bắt được.
đó là coi như là mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy sống thôi. Nước này nó chảy xuống kinh này là toàn nước thải không à. Thì nói là sau này sẽ xử lý là con kinh này lại móc két nạo kinh này lại hết này làm bờ kè. Rồi xử lý nước lại cho trong lại đó mà chưa thấy. Thì nói chung cái dân cư giờ ở đông quá. Rồi cái chất nước thải trong dân cư thải xuống mà không có xử lý thì đông nhiều người đông quá thì nó sẽ ra. Để cứu các dòng kênh đang chết dần, đội vớt rác trên sông vẫn thường xuyên làm việc. Tuy nhiên, sự cố gắng từ một phía không giải quyết được tận gốc của sự việc. Đến với các hộ dân sống dọc theo hai bờ kênh tại khu vực quận 7, nhiều dòng kênh phía sau nhà trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi họ phải chịu đựng sự ô nhiễm trong suốt thời gian dài. Nhưng họ không thể làm gì khác hơn ngoài việc đợi các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý cải tạo. Hồi xưa thì con rạch này nó cũng hơi rộng hơn mà nước cũng sạch lắm. Hồi đó dân thưa thớt lắm chứ không phải gì đâu, đâu có đông gì. Hồi đó chú còn nhỏ, chú còn tắm lặn lội đây, biết bơi cũng nhận rạch này. Cái rạch này là cái nguồn nước đen nó do các nơi luôn, coi như là hai bên đường Quỳnh Tân Phát á. Cái quy hoạch á thì chú không nghe, nhưng mà có lẽ là nạo vét một lần rồi, nạo vét công kinh này một rạch một lần rồi. Bây giờ chắc phường xã cũng sắp sửa, nghe nói là để nạo vét lần thứ hai nữa. Nhưng mà cũng chưa thấy cũng có mấy chú xuống đi cũng đi coi này kia, ghi giấy, ghi sổ, thôi chứ cũng chưa thấy gì. Rác thải trôi dạt vào tận bên hông nhà, nhưng mọi người vẫn để nguyên. Cái dòng kênh đầy rẫy rác thải trở thành nơi sinh sôi của ruồi muỗi, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân dọc hai bên bờ kênh. Không, ở đây thì ảnh hưởng cái sức khỏe cũng nhiều lắm chứ, tại cái mùi hôi nó suốt ngày luôn mà. Coi như là cái mùa nắng á, nước nắng á, thì gần rạch, con rạch mà nó cạn á, thì nó bốc mùi hôi thối lên. Thì sức khỏe người ta cũng bệnh tật cũng đây cũng nhiều lắm. Rồi bệnh sốt xuất huyết cũng có, đủ thứ á. Yeah. Nhiều khi là cái mùi mà gió hướng bên kia qua, bên gió bên kia gió qua là nó bốc mùi lên hôi, nó chịu không nổi. Có nhiều lúc nó hôi dữ lắm chứ không phải là bình thường vậy. Cái người mà dùng khác lại đây là nghe mùi liền, còn mình ở đây nhiều khi quen á thì cũng chịu được. Cá tôm giờ anh đi mất hết làm sao, mấy con cá người ta thả phóng sinh nó cũng chết. Thì cũng phải chịu thôi, tại nhà khó khăn mà, phải ở mấy sông phải chịu. Cái chuyện đó là thí dụ mà có ảnh hưởng cũng phải chịu. Chứ giờ dọn đi đâu giờ? Mong muốn là mình làm sao xử lý được nước thải để cho nó trong, nó đẹp. Cái thành phố mình như vậy là cái thành phố mình nó quá ô nhiễm. Cũng phải vận động để cho mọi người dân đều ở về giữa mé sông kinh rạch nè, đừng có thải rác xuống sông, mà phải bắt buộc phải đóng tiền rác hết đi. Để như vậy đó là người ta không bỏ rác xuống sông nữa. Chứ có người đóng, người không thì người ta giao dục được, rồi có người ta bắt trước người ta dục theo. Mong mỏi sao chính quyền nhà nước làm sao kè được con rạch này thì quá tốt. Với lại cho chuột bỏ là không có nữa, sạch sẽ nữa. Chứ để gì người ta mà gì nó cứ phóng quế xuống rạch này kia rồi nuôi thu vật chết ta cũng toan xuống rạch. Rồi rác đến ta cũng quăng đó, là ta không đóng tiền bên sở lụm rác á, thì cũng khó. Việc giữ gìn, bảo vệ, cải tạo môi trường sống là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Do đó, ngoài nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mỗi người dân tự nâng cao ý thức của mình trong việc giảm thiểu tối đa việc làm bẩn, xả rác, xả thải vào nguồn nước, để nhanh chóng tìm lại môi trường sống trong lành cho chính mình và mọi người xung quanh. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email camera.cancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.